Cô gái Đan Mạch nhiễm COVID-19 không chịu hợp tác điều trị. Tôi không quen với cách chữa bệnh này, hãy cho tôi về nhà. Một mình điều trị COVID-19 tại đất nước xa lạ, bệnh nhân người Đan Mạch rơi vào trạng thái hoang mang và tuyệt vọng, yêu cầu được Đại sứ quán cho về nhà. Trong số 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương được công bố khỏi bệnh vào chiều ngày 25 tháng 4, có một công dân Đan Mạch, Jonfa Sutton Saulut, nữ 20 tuổi, cô cùng với bạn trai đến Việt Nam du lịch, nhập cảnh tại sân bay Nội Bài ngày 8 tháng 3, sau đó đi du lịch 5 tỉnh thành từ Hà Giang, Huế, Đà Nẵng rồi quay trở lại Hà Nội. Thời điểm nghi nhiễm COVID-19, Hốt Luân đã rất lo lắng và buồn phiền. Thực ra hôm đấy là ngày chúng tôi dự định bay về Đan Mạch, cả hai đều không có dấu hiệu nhiễm bệnh nên khi nhận ra kết quả dương tính với COVID thì chúng tôi thực sự rất sốc. Hốt Luân được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương điều trị ngày 24 tháng 3, không tổn thương phổi nhưng cô là bệnh nhân nhẹ có thời gian điều trị lâu nhất. Điều trị cho bệnh nhân này gặp khó khăn ngay từ đầu bởi vì không chịu tuân thủ theo yêu cầu chữa bệnh. Bệnh nhân nói tiếng Anh không tốt nên không hiểu, không hợp tác. Bác sĩ Đỗ Thị Phương Mai, phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp cho biết, điều dưỡng cứ mở cửa ra thì cô lại đóng vào. Bác sĩ nhắc xúc họng nhưng cô cứ không chịu thực hiện. Cô gái cũng không chịu ăn uống vì thức ăn không hợp khẩu vị. Cô liên tục yêu cầu sứ quán đưa về nhà. Bệnh viện có suất ăn dành riêng cho người nước ngoài nhưng không thể phục vụ hoàn toàn theo ý thích. Bác sĩ Mai cho biết. Tới ngày 17 tháng 4 thì Hốt Luân vẫn dương tính với COVID-19 sau 8 lần xét nghiệm. Mỗi lần xét nghiệm cách nhau 3 ngày, tính ra đã điều trị 24 ngày rồi. Cô ấy không hiểu rằng phải khỏi bệnh thì mới được về nhà, bác sĩ Mai nói. Nhưng đó là bệnh nhân nên chúng tôi phải có trách nhiệm phục vụ chu đáo và tốt nhất. Bác sĩ Trần Duy Hưng, trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp cho biết thêm. Ngày 25 tháng 4 thì Hốt Luân được công bố khỏi bệnh, đứng giữa các bệnh nhân trong lễ ra viện. Trong khi mọi người vỗ tay không ngớt thì Hốt Luân chỉ đứng yên. Holland cho biết đã đặt vé về nước vào hồi cuối tháng 3 khi thấy dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, hãng hàng không yêu cầu phải có bằng chứng không nhiễm virus thì mới được bay. Cô và bạn trai liền đến Bệnh viện Nhi Trung ương để xét nghiệm. Sau đó, chị mình cô được đưa vào viện và trở thành bệnh nhân 167. 32 ngày ở bệnh viện là quãng thời gian khó khăn đối với Holland. Tôi đã tuyệt vọng và nản chí, cô đơn, xa lạ, không biết gì, suy nghĩ tiêu cực. Cô không quen với văn hóa Việt Nam, giao tiếp hạn chế với y bác sĩ. Chỉ vài người biết tiếng Anh, chúng tôi giao tiếp hạn chế. Tôi không biết gì cả, một mình ở trong phòng. Sự khác biệt về văn hóa cũng khiến cho Holland gặp khó khăn khi phải tuân thủ yêu cầu điều trị. Các bác sĩ rất tốt bụng, nhưng tôi không quen với cách làm việc này. Đó có thể là lý do khiến việc điều trị của tôi phức tạp hơn. Nhờ gia đình và đại sứ quán hỗ trợ, dần dần bệnh nhân bớt được cảm giác tuyệt vọng, chấp nhận các phương pháp điều trị. Và cô sẽ về nước sau khi ra viện. Holland tỏ ra tiếc nuối trời khi chuyến du lịch cùng với bạn trai dự dàng vì dịch bệnh, phải về nước quá sớm. Tôi tiếc vì chưa kịp đi miền Nam và nhìn thấy những điều thú vị khác. Tôi chắc chắn sẽ quay trở lại Việt Nam một ngày không xa,